Tôi chấm mới nhé. À, tôi chấm mới, tôi chấm mới. Thời trang mới này là thời trang mới rồi. Xin chào các bạn, đã mừng trở lại với khán Double Wish. Yep. Và hôm nay mình phải khó. Là đi đâu khỏi á? Come on, jump party. Để dùng studio đẹp nè. Và hôm nay mình gửi mọi người bạn đặc biệt là Trung Phạm của chúng ta. Hello, xin chào tất cả mọi người. Tôi rất là vui khi mà hẹn gặp một lần nữa đến với gặp hai anh là anh Kazu và anh Chisuke. Hôm trước ta tôi thấy là Jun có cầm tấm hình trên mặt. Dạ đúng. Tại vì em sửa nhà, em reform nhà mới. Mấy cái đồ cũ thì em bán hết. Dạ. Em bán hết. Thế? Thì bán sạch rồi. Bây giờ không còn gì để bán nữa mọi người. Bây giờ tôi đã có cái nhà mới thì tôi sẽ đưa ra thích cho hai anh nhé. Tôi sẽ có những món hàng second hand, có nghĩa là đã xài rồi, thì để cho anh Kazu và anh Shisuke thử coi là được cái ai sẽ thuyết phục được tôi mua thì người đó thắng nhé. Ok. Sau khi bốc thăm thì anh Shisuke sẽ mặc một chiếc áo, nói chung là anh sẽ đóng vai một anh bán hàng ở trong siêu thị rất là bảnh trai ha. Còn chị Kazu thì xui xẻo mà chắc đóng vai một cái cô bán hàng ở ngoài chợ mà chịu. Xin lại giới thiệu, đây là Kim Ma một chồng Kim Ma đúng rồi, siêu phẩm với giá 10,000 ai mà dám nghe năm trăm đô không mua. Xin mời. Không mua, không mua, cho tiền không mua. Xin mời. Trả tiền lại. Dạ. Tham gì? Bắt đầu. Mày vô. Em có mắc kim đây. Mày nhìn thôi. Người đâu nhìn tôi? Mày nhìn thôi. Nhưng mà tại sao có một cái đồng thôi? Sao mà xài? Làm sao mà xài? Mày có hai mà thì cuộc đời đặc biệt nha. Dạ, đẹp trai nha. Mà 10,000 thì mắc quá anh ơi. Là mắc quá khóa hả? Mà nguyên thôi đó, cũng mắc. 7,000 cũng mắc. 5,000 có nào. 4,000 năm mắc một cái thứ đồi đem về cũng không xài được đâu anh ạ. Steve Jobs là lời 500 đồng. Đây, một cuốn lịch bóc dở. Đây là một cuốn lịch năm 2020 nhé. Happy day. Xin lời trân trọng giới thiệu nữa hả? Đi cũ cái gì? Bộ giả 5,000. Nhưng mà để làm cái gì? Nhỏ chí nhiều. Ai nhớ kỷ niệm là nhỏ chí nhiều. Rồi. Nhỏ kỷ niệm. Không thể nào. Bán hàng của mình chết rồi. Đi mà ngoài đi. Cái này là bây giờ là hợp lý để mình xài đây của mình. Thôi được rồi á. Dễ quá. Mày tham gia bắt đầu. Dạ. Mày vô có cái cú đây. Ok. Bảy nghìn. Làm gì vậy? Làm gì hả? Rồi bao nhiêu? Rồi bao nhiêu? Đó là 7,000. Bảy nghìn mắc quá. Mắc quá hả? Để phụ người xin không tới giá đâu. 1,000.
3.5. Không muốn nữa. Ừ. Đây còn kia. Ok. Ok. Năm, đó chính là cái hồi. Không. Có gì thế? Hai. Ok. Anh trước. Ok. 20 giây. Bắt đầu. Dạ, hãy vô. Dạ, cái này nha. Cái này là phục cửa nè. Dạ. Gần rưỡi nha. Gần rưỡi thôi. Dạ, để chi anh. Tôi chấm mới nha. Thời trang mới thời trang mới rồi. Dạ. Đi chung gì? Paris. Đẹp không được. Corona. Nhưng biết chơi là bạn. Giống như là không chắc em. Cùng tao nha. À, thời trang hả? Thay như đi bệnh viện nha. Không có thời trang nào vậy hết á. Đây là BOE. Không có thời trang. 2, bây giờ bắt đầu. Xin lỗi, trang trọng với gì? À, xin lỗi, trang trọng với điều. Học giấy. Học giấy. Thằng chị. Cái gì? Học giấy. Thằng học giấy. Học giấy. Học giấy. Học giấy thằng chị. Học giấy thằng chị. Trẻ em có thể chơi. Trẻ em có thể chơi bóng đá. Không. Không có trẻ em nào mà nó chơi kỳ cục gì hết đó. Vì Việt Nam có tiền nha. Vì Việt Nam có tiền nha. Mình mua cho bạn đàng hoàng. Đói. Bị ăn trông gì? Bị bắt được. À, mọi người ơi, thiệt ra là cái này là một thử thách nó hơi khó khăn hơn cho hai anh, tại vì có những cái mà nó ra tự nghĩ ra nữa. Rồi tôi nghĩ cái này có rất là nhiều các phương pháp, như là nóng quá. Đây là Việt Nam, có tiếng là nóng nó dùng quạt nè, hoặc là dùng che nắng nè. Hay là mình ngồi lên lót ngồi nè. Trời ơi, mình nghĩ ra nhiều cách hơn. Đó, cũng nhiều cái lắm. Rồi mấy anh nghĩ cái tài là tiêu cực không mà đó. Thôi thì anh cho xin thắng cho vòng thứ hai. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều hôm nay đến với gian hàng của Jun và Đức Huy. Yeah. Hẹn lại mọi người một số sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.